lịch khóc hát gầy dọc còn 39kg giữa scandal bê tiền từ thiện. Hình ảnh mới nhất của Dương Mịch được truyền tay nhau khắp mạng xã hội chính là việc một cư dân mạng bắt gặp cô tại Thượng Hải. Điều đáng nói, Dương Mịch tiêu tụy và gầy dọc đến bất ngờ. Nhiều nguồn tin khẳng định cô chỉ còn 39kg. Đây là hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên giữa tâm bão bị tố quỵt tiền từ thiện, đổ oan cho bên thứ ba. Trước đó, phía studio của Dương Mịch cũng thông báo hiện tại nữ diễn viên đang bị sốt cao, tạm thời đình chỉ mọi công việc. Vậy nhưng người đẹp vẫn đi chơi tại Nhật, bị hứng chịu chỉ trích nặng nề từ dư luận. Scandal ập đến như vũ bão và chỉ trong vòng vài ngày, hình ảnh của Dương Mịch đã sụp đổ nhanh chóng. Dù chưa biết những ồn ào này sẽ đi đến đâu, song nhiều người hâm mộ vẫn khẳng định sẽ mãi sát cánh bên Dương Mịch và bảo vệ cô. Có lẽ vào những lúc này, chỉ có fan là người duy nhất đứng về phía cô nàng mà thôi. We'll be right back.